Mến chào các bạn trở lại với bóng đá New nếu đây là lần đầu đến với kênh hãy để lại một lượt like. Đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất chứng kiến những cú sốc mà các đại diện châu Á tạo ra, chắc hẳn chẳng đội bóng nào có thể chủ quan khi chạm chán họ. Dưới đây là những nhận định Uruguay với Hàn Quốc bảng hát World Cup 2022. Kể từ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Diego Alonso vào thời điểm cuối năm ngoái, Uruguay đang có một phong độ tuyệt vời. Trước đó, Tabares đã làm việc 15 năm nhưng bị sa thải sau những kết quả thua Brazil 1-4, Bolivia 0-3. Huấn luyện viên mới lên đã khiến quá trình chuẩn bị xáo trộn nhưng đem đến làn gió mới cho đại diện Nam Mỹ. Họ đã giành 4 chiến thắng liên tiếp bao gồm những trận thắng Chile và Paraguay trên sân khách với Luis Suarez thể hiện một phong độ cực cao. Vấn đề với huấn luyện viên Diego Alonso đó là ông vẫn chưa tìm ra phương án tốt nhất trong đội hình giữa 4-4-2 và 4-3-3, những sơ đồ được chiến lược gia này liên tục sử dụng trong khi đó, Uruguay vẫn duy trì thành tích rất tốt ở các kỳ cúp thế giới gần đây, ba lần gần nhất họ đều vượt qua vòng bảng, thậm chí năm 2010 họ từng giành hạng tư. Năm nay, Uruguay mang tới một đội hình pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, và với những ngôi sao đang lên như Nunes, Ban BD, đội tuyển này cũng đặt kỳ vọng rất cao uruguay vừa đón nhận tin không vui khi araujo chưa bình phục chấn thương trong khi cavani bỏ ngỏ cơ hội thi đấu mất trung vệ đáng tin cậy nhất và tiền đạo kinh nghiệm nhất đây rõ ràng là bất lợi của đội bóng nam mỹ đội bóng xứ kim chi hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ vào tối nay đặc biệt khi họ rất có duyên với các đối thủ nam mỹ hàn quốc đã thắng chile hòa paraguay trong năm nay các trận đấu thành công trước hai đối thủ có lối chơi tương tự Uruguay sẽ là hành trang để Hàn Quốc thêm cứng cắp trước giờ sung trận. Nỗi lo lớn nhất của NSM Hàn Quốc là chấn thương của tiền đạo Son Heung-min thì đã được giải tỏa. Ngôi sao 30 tuổi tập luyện ở Qatar với chiếc mặt nạ nhiều ngày qua và trước trận, huấn luyện viên Bento xác nhận Son Heung-min có thể ra sân. Việc anh ấy đeo mặt nạ thi đấu sẽ không gây bất tiện, anh ấy sẽ ra sân. Video đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.